Bạn gái anh tới kìa, thôi em đi trước nha. Bye bye. Cổ là đồng nghiệp của anh, hôm nay tụi anh tăng ca chung. Có gì đâu Huệ, giải thích với em. Tối nay anh muốn ăn gì? Anh về hả? Đi tắm đi, em đi ngủ trước đây. Thì qua đây với anh đi. Nè, tại sao anh chưa ghen với con gái? Em cũng không ghen. Anh đi nhậu say xỉn về trễ, em cũng không ghen. Rồi anh nói chuyện với đồng nghiệp của anh, em cũng không ghen. Anh biết mấy giờ rồi không? Sao lại uống say như vậy? Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, uống nhiều rồi chứ. Anh có thôi đi không? Uống một chút làm gì thấy ghê vậy? Phiền phức. Anh đang chơi game với ai ạ? Với bạn anh, em hỏi làm gì, có nói mình cũng có biết đâu. Thì ra đi, phiền quá à. Anh nói rõ ràng coi rốt cuộc cô gái đó là ai vậy hả? Nè, anh đứng lại quay lại giải thích cho em nghe coi. Giải thích cái gì chứ? Không có gì để giải thích cả. Em biết làm như vậy anh thấy phiền đúng không? Anh đi nhậu say xỉn về trễ, em cũng không ghen. Rồi anh nói chuyện với đồng nghiệp của anh, em cũng không ghen. Rốt cuộc là em có yêu anh không vậy hả? Trễ lắm rồi, sao anh còn chưa về nữa vậy? Anh sắp về tới nơi rồi. Sau này nếu mà anh không về ăn cơm á, thì nhớ gọi video call cho em biết. Để em còn biết là anh đang đi ăn với ai nhá. Chắc chuyện sau này em sẽ báo với em. Đừng cho em nổ, ngồi nói chuyện chơi với em thôi. Thôi, anh đang trong trận, đang đấu rồi. Cô gái này là ai vậy? Hai người đang nói chuyện gì xong nói cho em biết. Sao em lại từ tiền đọc tin nhắn của anh vậy hả? Có biết giờ là Du Di đúng không? Nè, rốt cuộc cô gái đó là ai vậy hả? Anh nói rõ cho em biết coi. Nè, em có thôi game bóng gió đi không? Em không thấy là cả hai chúng ta đều rất là mệt mỏi hả? Vậy thôi. Sao kỳ vậy ta? Sao mình mà mình thấy bực mình dữ vậy trời? Làm bạn kết hợp kiểu gì vậy trời? Ai nói chuyện vậy? Lẽ nào mình bị ảo giác? Chuyện gì vậy? Anh là ai hả? Bạn ơi, muốn thử chờ chia sẻ cảm giác không? Không lẽ chia sẻ cảm giác? Nè, cô chú ý một chút đi. Anh quản thì tôi chắc. Quá. Biến thái hả trà? Chuyện này khi nào mới kết thúc nhỉ? Dạ, nửa đêm nửa hôm rồi. Sao cô còn gây ra tiếng động kỳ lạ quá vậy? Anh nói gì vậy? Người muốn nghe tôi hát á, xếp hàng dài từ đây tới Pháp luôn á nha. Ê, mùa gì hay quá vậy? Tôi khó khăn lắm mới tìm được á, dùng để theo đuổi nam thần của tôi. Ngày mai nhất định phải gây ấn tượng nha mấy. Thôi, tôi chuẩn bị đi họp video call đây. Đừng có quậy phá gì nữa chưa? Ngồi yên một chỗ đi. Tôi là người biết điều mà, anh yên tâm đi. Giảng kìa. Anh ở bên tôi lâu rồi nên chán rồi, muốn tìm người khác để cặp kè đúng không? Ủa, đây là xe của tôi á. Tôi mà lưu luyến anh đó hả? Anh có biết là mỗi ngày có hàng trăm hàng chục người muốn xếp hàng để tỏ tình với tôi không hả? Xin lỗi anh gì ơi, đây là người yêu cũ của tôi á, tôi có thể nhờ giả làm người yêu của tôi một lúc rồi được không? Xin anh á. Hả? Chỉ cần tôi nói gì anh lập lại cho tôi là được rồi. Baby à, em đang nói chuyện điện thoại với ai đó? Baby à, em đang nói chuyện điện thoại với ai đó? Baby hả, anh tới rồi hả? Đừng nói là em đang nói chuyện điện thoại với tên khốn người yêu cũ của em nha. Đừng nói là em đang nói chuyện với tên khốn người yêu cũ của em nha. Có thể tình cảm hơn một xíu được không? Nè, cậu mà còn dám gọi điện tới nữa là tôi đánh gãy răng cậu đó. Nè, nếu như mà anh còn dám gọi tới thì tôi không có xấu với anh đâu. Đó, anh nghe thấy chưa? Từ giờ đừng có làm phiền tôi nữa nha. Cảm ơn anh nhiều lắm. Được chưa, tôi còn phải đi. Nè, cô làm gì vậy? Hồi nãy nợ anh một ân tình, bây giờ anh có thể cho tôi nợ thêm một ân tình nữa được không? Ân tình gì? Cho tôi đi ké thêm một bạn nữa nha. Nè cô. Cảm ơn anh. Đó rồi. Nhanh vậy? Hôm nay cảm ơn anh nhiều nha. Không có gì. Bye bye. Alo, điện thoại của tôi làm rơi ở chỗ anh đúng không? Đây là điện thoại của cô hả? Để cô ở đâu? Tôi đem qua trả. Không cần đâu. Ngày mai tôi mời anh ăn cơm. Có gì anh mang đi cho tôi là được. Cái gì? Vậy nha. Tối mai có gì tôi gọi cho anh. Bye bye.
Bây giờ anh qua đón em nè. Em đang làm gì á? Tuy là em và anh chưa được bao lâu, nhưng mà mỗi ngày không được nhìn thấy anh, em cảm thấy khó chịu. Em là một cô gái rất là bình thường, mỗi ngày chỉ muốn được ở bên cạnh anh thôi. Cho nên là anh làm việc cho em. Anh thấy em không, nó làm trái của em. Anh bị nứt cục đúng không? Bị nứt cục á là chỉ cần hùn đá là hết nứt cục liền. Bây giờ hết nứt cục rồi đúng không? Em nói đúng không? Anh cũng cảm thấy hết nứt cục rồi nè. Cảm ơn em nha. Thôi hai đứa nói chuyện vui vẻ nha. Anh đi trước. Cảm ơn anh nha. Không, anh biết quan tâm người nhà của em quá ha. Đương nhiên rồi, chúng ta đi thôi. Đúng rồi. Ai? Tiền nó ở đâu ra mà anh có? Túi của em nè. Em cảm ơn anh. Cho em xin số điện thoại nha. Đây là ngày 1128 tôi thích cậu ấy với tư cách một người bạn. Thực ra lúc cậu ấy độc thân, tôi cũng có thử tỏ tình. Em thích anh. Anh cũng thích em. Vậy thì mình yêu nhau đi. Yêu cái đầu của cậu. Thôi, không giỡn nữa, đi nhậu thôi. Vậy mà cũng bị cậu nhìn ra. Rồi lần nào cũng bị xin đi cho được. Sao ngày nào cũng mang máy này vậy? Hết tiền luôn à. Điện thoại của em hư, cậu mang đi sửa. Làm mất tai nghe. Cậu mua cái khác lúc nào đói, cậu cũng mang đồ ăn qua cho cậu. Làm gì có đáng không? Vậy là cậu không biết rồi. Lúc nào cô ấy cần, cô ấy cũng gọi tôi. Chứng tỏ gì? Là tôi rất quan trọng với cô ấy. Không nói với cậu đó. Đi. Làm gì vậy? Dắt cậu đi ăn đồ ăn ngon. Được, ăn em tốt. Không thể tiếp tục như vậy. Trong lòng cô ấy, tôi không bằng một con cá ở dưới biển. Bỏ đi, là cô ấy không xứng với cậu. Cậu biết My từ khi nào vậy? 18 tuổi. Tôi muốn nói là thật ra cậu có thể yêu một người khác. Người khác? Giúp tôi một lần nữa được không? Lần cuối cùng. Cái gì? Không có gì. Đi đi. Nè. Em có người yêu chưa? Hôm nay học tới đây thôi. Các em đang học đi. Thầy ơi, em có muốn quà muốn tặng thầy. Em mong thầy sẽ thích nó. Cảm ơn. Đang học đi, hôm sau chúng ta sẽ ôn bài nha. Khăn tắm